Anh đừng buồn vì không nhận được việc. Đừng nản lòng, hãy kiên trì tìm việc anh nhé. Bữa tối này dành riêng cho anh, và em muốn nói rằng em yêu anh. Đây là hồ sơ xin việc làm của tôi. Xin lỗi anh, tôi thấy anh không đủ tự tin để làm việc tại công ty của chúng tôi. Vé số đây, mời bà con mua vé số đây, ai mua vé số? Chào cậu, mời cậu mua tờ vé số chiều sổ. Lấy con hai tờ đi. Ồ, số 8687 đọc quá cậu. Dạ. Chúc cậu may mắn chiều nay trúng số. Dạ, cảm ơn ông. Ông ơi, nhìn ông cũng lớn tuổi rồi, sao không ở nhà nghỉ ngơi giữ sức khỏe để con cháu nó nuôi, đi bán vé số chi cho cực vậy? Con cháu đứa nào của mình có việc cực lắm, áp lực công việc vì cho lớn, nó làm hết việc này đến việc khác, mình còn đi lại được, còn kiếm tiền được. Đừng bắt con cháu nó nuôi, tội đó. Tôi cũng vừa nghỉ làm bảo vệ trông xe cho một cửa hàng. Ở thành phố bây giờ kiếm việc khó lắm. Thôi, chào cậu, tôi đi nha. Dạ, chào. Alo, dạ, bên mình đang tuyển dụng đúng không ạ? À, đủ số lượng rồi. Dạ rồi, dạ rồi, dạ thôi cảm ơn ạ. Dạ, xin chào. Dạ. Em, anh đi nha. Anh, để em xíu. Cái gì? Gái của bà đang nịnh dữ vậy không biết à. Con, đáp đi học ngoan nha. Dạ. Thôi anh đi đi nha. Mẹ con em tự hào vậy anh lắm á. Chúc anh may mắn. Anh biết rồi. Dạ. Đi nha. Dạ. Ba, đi nha. Ba là số 1. Con chào ba. Bye bye con. Bye bye. Yeah, yeah. Đi nha, bye bye con. Con chào đi ba nha. Dạ. Bye bye ba đi con. Con chào ba. Bye bye con. Đi cẩn thận nha. Ừ, đi nha. Bye bye. Có phải công ty trước đây cậu làm bị phá sản đúng không? Dạ đúng. Xin lỗi, chúng tôi không thể nào tuyển dụng được. Nhưng mà tôi và công ty đâu có liên quan gì tới nhau. Đó là nguyên tắc của tôi, cậu thông cảm cho. Bây giờ tôi rất là bận, còn phải phỏng vấn rất là nhiều người. Xin mời cậu. Anh mới về. Chồng vô tắm rửa thay đồ ăn cơm cho nóng, để nguội không có ngon.
Anh thất bại nữa rồi. Không có sao đâu anh, chuyện bình thường thôi mà. Anh đừng có buồn quá nha. Bây giờ vô ăn cơm trước đi. Em có làm sườn nướng với lại nấu canh bí anh thích đó đó. Có con gái làm phụ em nữa. Đây. Con mời ba, con mời mẹ ăn cơm. Ừ, mời cả nhà mình ăn cơm. Dạ. Ba ơi ba, hôm nay con học giỏi được cô giáo khen. Con làm văn được 10 điểm. Toán con học cũng được 10 điểm á ba. Trời ơi, con gái của ba giỏi quá. Dạ. Ăn cơm đi nha. Thôi cả nhà mình ăn cơm đi. Cảm ơn ba. Biết không, hôm nay là có con gái phụ mẹ nấu cơm nữa đó. Dạ đúng rồi ba. Cái rau này là con phụ mẹ rửa ba. Trời ơi, con gái của ba vừa học giỏi nè, còn biết phụ mẹ nấu ăn nữa. Rất là giỏi luôn á nha. Dạ. Ba ơi, hôm nay ba đi đường chạy xe có mệt không? Cũng không có mệt đâu con. Thôi con ăn cơm đi. Dạ. Ăn cơm đi anh. Tiền đi chợ 1,5 triệu. Tiền đóng học phí cho con 500 ngàn. Tiền điện thoại, điện nước 1,000,000. Tiền gửi về quê cho mẹ chồng bị bệnh 500 ngàn. Chồng ơi. Chồng em mặc vest là phong độ đẹp trai nhất á. Chúc chồng nhiều may mắn nha. Ơi, lần này anh mà không xin được việc làm á, chắc đi làm bảo vệ luôn cho rồi. Sao vậy được? Em tin chồng làm được mà. Nói vậy thôi chứ anh cũng phải cố gắng. Hai mẹ con đi đường cẩn thận nha. Dạ. Ba đi nha con. Dạ, con chào ba. Con thương ba nhất. Thương ba hả? Thương ba tiền sao nè? Ba thương con nhiều nha. Thôi ba đi nha. Anh đi nha. Dạ. Tôi muốn biết quan điểm và suy nghĩ của cậu về vấn đề kinh doanh và lợi nhuận trong thời điểm hiện tại. Dạ. Trong vấn đề kinh doanh và lợi nhuận ở thời điểm hiện tại thì theo tôi, uy tín phải đặt lên hàng đầu chứ không phải là mình đặt lợi nhuận. Ok, quan điểm của cậu rất trùng hợp với cái suy nghĩ của tôi. Xin chúc mừng cậu. Cậu đã chính thức bước chân gia nhập vào tập đoàn kinh doanh của chúng tôi. Mong cậu sẽ cố gắng và có một sự hợp tác thật là tốt đẹp đối với công ty chúng ta. Dạ, tôi xin cảm ơn. Em ơi, anh về rồi nè. Dạ. Ủa, gì mà nhiều đồ ăn vậy em? Bữa nay em nấu những món mà anh thích đó. Bữa tiệc bữa nay chỉ có em với anh thôi. Ồ, rồi con đâu? Em gửi sang ngoại rồi. Tối nay vợ chồng mình sẽ cùng nhau uống rượu vang và tâm sự anh ha. Ừ. Anh vô thay áo vest đi, ăn uống cho thoải mái. Ừ. Em còn một món nữa, đợi em xíu. Ừ. Anh đừng buồn vì không nhận được việc. Đừng nản lòng, hãy kiên trì tìm việc anh nhé. Bữa tối này dành riêng cho anh. Và em muốn nói rằng em yêu anh. Anh, đừng có buồn nữa. Anh yên tâm nha.
Dù thế giới ngoài kia có quay lưng lại với anh, thành công chưa tìm đến với anh, nhưng mà anh cứ yên tâm là có em và con luôn ở bên cạnh và yêu thương anh. Em sẽ không bao giờ buông tay anh đâu, nên anh đừng có tuyệt vọng nha. Em à, anh phỏng vấn đâu rồi? Anh có việc làm rồi. Thiệt anh? Em vui quá à. Em tin chắc chồng em sẽ làm được mà. Cảm ơn em nha. Người vợ tuyệt vời của anh, lúc nào cũng ở bên cạnh và chia sẻ với anh. Vui quá à. Thôi, giờ vợ chồng mình đi ăn mừng anh nha. Con thích ăn gà rán đúng không? Dạ, con thích ăn kem nữa. Trời ơi, con vừa ăn gà rán rồi con vừa ăn kem luôn hả? Dạ. Ăn hết không? Dạ hết. Hết nha. Mẹ đừng nghĩ ba mẹ sẽ dắt con đi ăn nha. Dạ, con cảm ơn ba mẹ. Ủa, ông? Ủa, dạ. Cô? Con thấy cô đưa vợ con đi chơi hả? Bà xã, con đây là con gái của con. À. Con, chào ông đi con. Chào ông. Ông chào con. Ủa, anh đây là... À, đây là cái người mà anh có kể với em đó. À, dạ, con chào ông. Con cảm ơn ông nhiều lắm. Ôi, sao lại cảm ơn tôi? Ông, để con mua ông về cho nha. À, cầu mua, chiều nay tóc sâu đẹp lắm đó nha. Dạ, dạ. Dạ rồi, con gửi tiền cho ông. À, cảm ơn. Dạ. Cầu có tính cái số không? Dạ, dạ có. Có gì tưởng cầu sẽ xảy ra đâu. Dạ, con cảm ơn ông nhiều. Dạ thôi, gia đình con đi. Chúc ông nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn con. Dạ thôi con đi. Chào ông ơi. Chào ông, con về. Đi nha. Chào ông ạ. Đi, đi con gái.